Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch trưa chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới vẫn trong xuống giảm. Với tỷ lệ giảm là 0,45%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.672 USD trên một ao. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.670,25 USD và mức cao nhất là 1.680,59 USD trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,22%, giao dịch quanh mức 111,030 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu hướng tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,07%, giao dịch ở mức 20.900 USD trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại đang giao dịch quanh mức 4,163% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống giảm với tỷ lệ giảm là 1%, hiện tại đang đứng quanh mức 91,390 USD trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua có một phiên tăng mạnh. Nhiều người mua vàng lướt sóng có khả năng sẽ thua lỗ lớn vì giá vàng khi mà sang tuần này vẫn chưa hình thành rõ xu hướng. Cụ thể, phiên cuối tuần vừa qua, giá vàng thế giới tăng tốc mạnh lên 1.682 USD trên một ao, tương đương mức giá 50,9 triệu đồng trên lượng. Thế nhưng, đến phiên giao dịch ngày hôm nay mùng 7 tháng 11, giá vàng thế giới lại lao dốc xuống chỉ còn 1.672 USD trên một ao, tương đương mức giá là 50,5 triệu đồng trên lượng. Theo giới phân tích, giá vàng đã khởi động tháng 11 cực kỳ tốt do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed báo hiệu sẽ giảm tốc tăng lãi suất. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cao hơn kỳ vọng cũng là sức ép khiến Fed phải nhẹ tay với chính sách thắt chặt tiền tệ của mình. Cùng với đó, Trung Quốc phát đi tín hiệu nới lỏng chính sách chống dịch. Tuy vậy thì theo các chuyên gia phân tích của TD Securities đánh giá, còn quá sớm để nói rằng vàng sẽ phục hồi. Vì Fed dù đi chậm với mỗi đợt tăng lãi suất, nhưng mặt bằng lãi suất vẫn có khả năng lên 5,5% và Fed cũng sẵn sàng chấp nhận để nền kinh tế bị thu hẹp về khả năng hạ cánh mềm để đạt được mục tiêu đưa lạm phát xuống dưới 2%. Lãi suất tăng khiến nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, lúc này thì các ngân hàng trung ương cũng sẽ không mua nhiều vàng như trước do chi phí tăng mạnh. Ngoài ra thì các đợt hồi phục của giá vàng là cơ hội để giới đầu tư xả hàng kiếm lời, vàng sẽ còn rất khó khăn ở chặng đường phía trước, theo TD Securities nhận định. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Giá vàng tại thị trường trong nước không duy trì được vùng giá cao khi mà giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, mở cửa phiên này mùng 7 tháng 11, giá vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hay còn gọi là SJC niêm yết giá mua vào ở mức 66,5 triệu đồng trên lượng và 67,5 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên lượng so với phiên cuối tuần. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, giao dịch giá vàng SJC mua vào ở mức 66,7 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 67,6 triệu đồng trên một lượng. Một số doanh nghiệp khác giao dịch ở mức giá thấp hơn, 67,4 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra, giảm đến 300.000 đồng trên lượng so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng giảm đến 200.000 đồng trên lượng khi mà giao dịch quanh mức 52,1 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 53,1 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Biên độ giá mua và giá bán của vàng trang sức, vàng nhẫn và vàng SJC tiếp tục duy trì ở mức cao cả triệu đồng trên một lượng. Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới sau khi quy đổi đang thấp hơn giá vàng SJC vẫn trên 17 triệu đồng trên lượng và thấp hơn giá vàng trang sức trên 2 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.690 đồng trên 1 đô la Mỹ, giảm 3 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên cuối tuần. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì được giao dịch quanh mức 24.594 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào và 24.874 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra, giảm 4 đồng trên 1 đô la Mỹ. Còn với giá đô la Mỹ tự do tại chợ đen trong phiên này tiếp tục giảm nhẹ, hiện tại đang mua vào ở mức 25.300 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 25.350 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giảm 20 đồng trên 1 đô la Mỹ tại chiều bán ra, còn chiều mua vào không có sự thay đổi. Đến thời điểm buổi trưa chiều ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động như thế nào? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Nhìn chung thì với vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác
Hiện tại vẫn duy trì xuống giảm, tuy nhiên với mức độ điều chỉnh của vàng miếng SJC thì giảm mạnh hơn và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.740.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.740.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.652.000, bán ra 6.738.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.710.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000. STC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.743.000. STC Bình Phước mua vào 6.638.000, bán ra 6.742.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000. STC Long Xuyên mua vào 6.642.000, bán ra 6.745.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.640.000, bán ra 6.742.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.742.000. Cuối cùng là giá nhận bước số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại tiếp tục giảm trong khoảng từ 42 đến 100.000 đồng trên lượng, hay là giảm trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bước số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.210.000, bán ra 5.310.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.210.000, bán ra 5.320.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.195.000, bán ra 5.270.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.087.8000, bán ra 5.217.8000. Vàng 18K mua vào 3.767.9000, bán ra 3.967.9000. Vàng 14K mua vào 2.887.7000, bán ra 3.087.7000. Vàng 10K mua vào 2.012.8000, bán ra 2.212.8000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn ở quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.